Như vậy là chỉ còn vài ngày tới nữa sẽ là tới 20 tháng 11. Và giống như là tôi và các bạn thì đều tìm hiểu xem là có một sản phẩm nào đó để chúng ta làm quà tặng và tri ân thầy cô. Sau một thời gian tìm hiểu và hôm nay thì rất vui tôi được tới Rạng Đông và tìm hiểu một trong những sản phẩm đặc thù của Rạng Đông, đó chính là phích nước để có thể làm quà tặng để tri ân thầy cô. Và như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy là trên tay tôi thì đây là một trong những sản phẩm của Rạng Đông. Với logo của Rạng Đông và thông tin trên sản phẩm thì đây là một sản phẩm rất là hữu dụng để chúng ta có thể tặng và tri ân thầy cô giáo. Với việc hầu như mọi người ở Việt Nam thì chúng ta đều sử dụng nước nóng để có thể pha trà, pha sữa hoặc là chúng ta có thể sử dụng để lưu trữ súp chẳng hạn. Thì như vậy là đây là một trong những sản phẩm rất là hữu dụng, có ghi được đầy đủ thông tin của chúng ta để mang tặng thầy cô giáo hoặc là tặng đối tác. Và khi tìm hiểu về sản phẩm này thì tôi có thể thấy được là với chi phí rất là phù hợp. Chỉ hơn 100 nghìn là các bạn đã có một sản phẩm in được đầy đủ thông tin ở phía trên này, và với điều kiện là chúng ta phải đặt một số lượng lớn. Và Rạng Đông thì có rất nhiều sản phẩm. Như vậy các bạn có thể nhìn thấy là trong showroom của Rạng Đông có rất nhiều loại phích khác nhau phù hợp để chúng ta tiến hành làm quà tặng. Và như vậy thì các bạn có thể tiến lại gần đây và chúng ta sẽ nhìn xem được là những loại sản phẩm này sẽ phù hợp như thế nào. Trên tay tôi thì là một sản phẩm phích của Rạng Đông 1 lít. Ở phía ngoài này các bạn có thể nhìn thấy là in logo và chữ rất là rõ ràng, hai bên hoa văn rất là đẹp, có thể design theo yêu cầu của các bạn. Thì đây là một sản phẩm rất là thông dụng, có thể được sử dụng thường xuyên hàng ngày tại gia đình hoặc là văn phòng, để chúng ta có thể là chữ nước nóng, chữ các loại nước lá hoặc là các loại thuốc, rất phù hợp với thầy cô giáo hay phải làm giáo án đêm này hoặc là giảng dạy sẽ phải sử dụng nước nóng rất là nhiều để giữ cho học của mình tốt. Và đây sẽ là một trong những sản phẩm mà chúng ta sẽ tặng được thầy cô và được thầy cô sử dụng rất là nhiều. Và các bạn sẽ thấy được là thông tin của chúng ta sẽ được để trên sản phẩm, và mỗi khi sử dụng thầy cô giáo sẽ nhìn thấy và cảm thấy là nhớ đến những người đã tặng cho mình một sản phẩm giúp cho sức khỏe tốt hơn. Và bên cạnh này thì các bạn có thể nhìn thấy là ngoài sản phẩm 1 lít thì có sản phẩm đây là một phích nước chứa hơn 2 lít. Và thay vì việc chúng ta phải rót thì ở đây là có một cái nút ở phía trên lẫy để cho các bạn có thể ấn. Và như vậy thì nước sẽ từ trong chảy ra rất là tiện dụng và không bị vấn đề liên quan việc là làm ướt bàn hay là khi nhà có trẻ nhỏ thì nước này có thể là đổ ra và gây bỏng. Thì đây là một trong những cái sáng tạo rất là hay của Rạng Đông. Thì sản phẩm các bạn có thể nhìn thấy là có rất nhiều hoa văn mẫu mã rất là đẹp, tiện dụng và phù hợp với cả các ngôi nhà hiện đại. Và như vậy thì trong vòng buổi sáng ngày hôm nay thì tôi đã có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm để tặng và tri ân thầy cô với những sản phẩm rất là tuyệt vời của phích Rạng Đông. Và như vậy thì hy vọng là thông qua clip ngắn này thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp để có thể là tri ân thầy cô giáo một cách hiệu quả.